Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Các bạn xem video đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi video mới đăng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào chuông đăng ký kênh. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ 272V 2200W. Bộ động cơ này là động cơ có giảm tốc. Thông số của nó là điện áp 72V, công suất 2,2 kg và tốc độ vòng tua đầu ra là 595 vòng trên phút. Điện áp định mức của nó là 38A. Con động cơ này thì thường được sử dụng để làm đấu vào những cái cầu các đăng hoặc là truyền tải trực tiếp, vì cái tốc độ nó chậm và nó đã giảm tốc sẵn rồi. Đây là bộ khớp lối của nó này. Và đây là hai đầu kết nối này, một đầu kết nối lên các đăng và một đầu kết nối lên đầu động cơ. Đây là cái điều khiển của nó này. Điều khiển cũng 72V và 2200W. Đấy. Dòng điện áp dòng của động cơ là 95A. Đấy, cái điều khiển nó khỏe thì cái A nó rất là cao. Điện áp 72V và điện áp thấp nhất là 42V. Điều khiển rất là to. Đây các bạn có thể xem cái kích thước giữa động cơ và điều khiển là khá là ngang nhau, tương đồng nhau. Thì hầu như những cái dòng 3 pha này thì càng lên công suất cao thì điều khiển nó càng to hơn động cơ. Đấy. Ở ngoài thị trường thì nó có bán những cái dòng điều khiển 72 này để làm cho xe đạp điện này, cũng 72V và 2200 là 2500. Những cái kích thước là nó rất là nhỏ, nó là chuyên dòng nhỏ, cái dòng điện để nó cấp cho cái động cơ nó nhỏ, cho nên cái con điều khiển ấy mặc dù công suất rất là cao nhưng dòng điện nó nhỏ cho nên nó không chịu được những cái dòng động cơ như thế này. Thì thường thường khách hàng mua cái động cơ này về để làm những cái xe tải trọng được khoảng 1 tấn đến 1 tấn 2. Thi thoảng thì cũng có thể chở được 1,5 tấn. Cái này sức độ bền của nó ở cái cỡ nào là do người sử dụng. Nếu như anh em ép tải nó lâu ngày quá thì thường thường nó sẽ chết điều khiển. Và khi nó vào sình vào lầy mà anh em cố tình ga nó không chạy được ấy, là nó sẽ dễ gây hư hại cái điều khiển. Cái đấy thì bền hay không là cũng là của bền tại người. Các cụ ngày xưa đã có câu nói như vậy. Và cách biết cách sử dụng thì nó rất là bền. Đấy, đây đầu ra của nó là trục là phi 21 và kết nối rất là vừa với các bộ các đăng này. Điều khiển thì có chức năng tiến lùi, và đây là mình sẽ thử cho các bạn xem. Động cơ và điều khiển đều là vỏ tản nhiệt nhôm và có quạt mát cho nên là động cơ và điều khiển rất là mát. Đấy. Thì đấy là toàn bộ và các cái thông số của nó là như vậy. Thì các bạn đặt hàng nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Đây là bộ các đăng của nó đây. Đây là cái khớp 6 cạnh này. Khớp này cắm vào đầu các đăng này.
Là khớp này là khớp một cạnh này, nối vào động cơ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới ra. Đây là cái kích thước tổng thể của động cơ này. Tổng chiều dài là dài 35 cm tính từ đầu trục này. Tổng chiều dài thân động cơ đây, tính cả hộp số là 30 cm. Chỉ riêng thân động cơ không tính quạt của nó là khoảng 27 cm. Đấy. Còn đây là kích thước điều khiển này. Chiều dài là 29 cm. Chiều rộng này là 14 cm. Và chiều cao là 8 cm. Chiều dài bộ trục các đăng này là 25 cm. Khi các bạn kết nối với lại cái cầu xe điện của mình ấy, các bạn kết nối trục các đăng ấy, thì các bạn tính toán cái động cơ cho nó cao hơn cái cầu các đăng, để khi các bạn quất tải lên thì cái cầu và cái các đăng nó sẽ thẳng hàng, chuyển động nó sẽ êm hơn. Các bạn lưu ý cái mục đấy nhé. Khi lắp đặt thì mình tính toán cái tải trọng nhíp nó sẽ nhún xuống là bao nhiêu, thì mình sẽ lắp cái động cơ cao gần bằng đó. Đấy. Thì khi các bạn cho tải lên ấy, thì cái động cơ nó sẽ thẳng hàng, trục các đăng nó sẽ thẳng so với cái cầu. Khi đó chuyển động nó sẽ rất là êm ái. Đấy, các bạn lưu ý cái vấn đề đấy. À đây thì anh em lưu ý thêm là có thể sử dụng chân ga này. Đây là chân ga mình đấu sẵn đây này. Và cái tay sang số đảo chiều đây. Đây sang số đi. Đấy. Đây là mo này, nó không chạy này. Còn đây là lùi này. Đây là, đấy, đây là tiến này. Còn chiều lùi. Lùi thì nó rất là chậm. Nó chậm bằng một lửa tiến. Rồi khi lắp đặt thì anh em lưu ý là cái dòng điều khiển này nó không có chức năng chọn chiều. Thì anh em lưu ý là cái chiều tiến mặc định của nó ấy, nhìn từ phía cánh động cơ này, về phía đầu này, là nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Nhìn từ phía đuôi cái động cơ về phía đầu trục này, là nó sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, thì anh em lắp đặt thì để ý cái đấy, không là lắp lên rồi nó ngược chiều, tiến thì chậm mà lùi thì nhanh, nó mới đảo điếc, nó rất là vất vả. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.